Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Ma thần. Phần 2 của Ma thần. Dân mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì việc dịch. Thông tin donate Thành có để ở phần miêu tả của video. Chúng ta cùng nghe tiếp. Trường 111 Lật ngược tình thế Điều mà không ai ngờ tới lại xảy ra. Kẻ giết trên Bộ trưởng Bộ Võ Lâm đã đứng ngay trước mặt bọn họ. Không ai tin rằng hắn ta cả gan lấy mạng Bộ trưởng. Hôn hồ là lấy mạng ông ta ngay trong tòa quốc vụ viện. Nhưng thư ký có mặt tại đó ngay lập tức Rút súng nhắm về phía Thiên Như Vân Giơ tay lên Anh đã bị bắt Vì ám sát bộ trưởng bộ võ lâm Vừa nói họ vừa bao vây lấy Thiên Như Vân Thế nhưng Không một ai dám tiến lại gần để bắt hắn Sau thời gian làm việc cho bộ võ lâm Họ biết các võ sư Có thể đáng sợ đến nhường nào Thậm chí những người có võ công cao cường Còn có thể né được đường đạn Một thư ký hét lên dù con là võ sư Thì anh cũng không thể trốn thoát được đâu Hãy giơ tay lên và đầu hàng ngay đi Thật phiền phức Thiên Điều Vân chợt đưa tay lên Khẩu súng của người kia lập tức vỡ tan ra Trước cảnh tượng ấy Đám thư ký sợ hãi Lùi ra phía sau Ban điều hành hiệp hội võ lâm Cũng á khẩu trước sức mạnh nghịch thiên Của Thiên Điều Vân Hắn dùng nội lực để phá nát khẩu súng sao Ngay cả đối với Các đại võ sư thượng cấp điều đó cũng chẳng hề dễ dàng gì họ biết thiên như vân rất mạnh nhưng cảnh tượng này vẫn vượt ngoài sức tưởng tượng của họ không nếu chúng ta không mau chóng giải quyết hắn tất cả đều sẽ chết tôn cố hoan một tên thuộc ban điều hành chợt xông lên đánh lén hắn cố giết chết thiên như vân thế nhưng khi hắn định đâm dao găm lên lưng thiên như vân thì bỗng thiên như vân quay ngửa lại chộp lấy cổ tân cố hoan Hắn ta cố vận nội lực để thoát khỏi gọng kìm của Thiên Như Vân Nhưng bàn tay kia vẫn không hề nhúc nhích Dường như người vẫn đánh giá quá cao sức mạnh của mình Tôn cô Hoan dên lên vì đau đớn Nhưng con tay của Thiên Như Vân càng lúc càng bấm chặt hơn Chẳng mấy chốc Đầu Tôn cô Hoan đã bị Thiên Như Vân bóp nát Anh Tôn Thi thể thê thảm nằm trên đất Khiến ai nấy đều sợ hãi đến á khẩu Quả thực thiên niên vân ra tay hết sức tàn nhẫn Đây là một cây bẫy được Nguyệt Tôn kinh ngạc Khi Ngô Thanh Trung bị chiêu thức của lục đao giết chết Hắn đã hiểu ra Thật kỳ lạ Đáng lẽ ra nước sang chết kia Phải có dấu vết của võ thuật ma giáo mới đúng Vậy làm thế nào mà thiên niên vân Lại biết được võ công của đao thần lục võ tông Ngay đến trong nội bộ lục đao Cùng chỉ có một số ít người thành thạo được loại võ công này đây là loại kiếm thuật tốt nhất vì thế nhiều gia tộc khác cũng từng cố phân tích để học được nó nhưng kết luận cuối cùng cho thấy điều đó là bất khả thi khoan đã hắn để lại dấu vết của lục đao thậm chí còn dùng bí thuật mà chỉ có người của tông phái đó biết được điều đó cũng đồng nghĩa với việc đổ lỗi cho lục đao thủ phạm gây ra sự việc sẽ không còn là thiên niêu vân nữa Đường Nguyệt Tôn chợt thấy sông lưng mình ấn lạnh Thì Như Vân đã đơn thương độc mã xuất hiện ở đây Để làm một việc hết sức táo bảo Hơn nữa hắn còn phải hành động trong quốc vụ viện Dưới con mắt của giới truyền thông Anh cũng cùng phe với hắn ta Đường Nguyệt Tôn nhìn chằm chằm vào An Vũ Phong Khi Ngô Thay Trung bị giết chết Ông ta chỉ khoanh tay đứng nhìn Đám người của bộ phòng chống Ai đấy đều tỏ ra bình tĩnh Chẳng phải anh là bộ trưởng bộ phòng chống hay sao sao anh có thể hành động như thế được trước câu hỏi của đường nguyệt tôn an vô phòng chỉ nói <laughs> tôi đã nói rồi tôi sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện ân oán trong võ lâm hả bộ trưởng bộ võ lâm một người có chức vị cao trong chính phủ đã bị giết chết ngay trước mắt ông ta thế mà ông ta vẫn có thể phản ứng như vậy à Đồng Nguyệt Tôn cắn môi suy nghĩ Đáng lẽ ra Họ không nên nhờ đến sự giúp đỡ của An Vũ Phong Sau khi ký kết thỏa thuận với ma giáo Bộ phòng chống đã trở thành đồng minh của thiên ma lệnh Nếu như người đã hiểu được Thì ta nhất định không thể để ngươi rời khỏi nơi này Thiên Nhiều Vân chợt tiến lên một bước Về phía đường Nguyệt Tôn và ban điều hành Thầy hắn di chuyển Đàm thư ký của bộ văn lâm hoàng sợ Họ dậm bước định chạy trốn Thế nhưng Cơ thể họ đã trở nên tê liệt từ lúc nào không hay Chỉ cần một lần búng tay Thiên Như Vân đã bẻ cổ tên thư ký một cách dễ dàng Thế Thiên Như Vân bước đi Bỗng có người đứng ra chặn hắn lại Đó chính là Trương Phong Khắc Dù đã mất đi một cánh tay Trương Phong Khắc vẫn nghiên rằng Dùng tay còn lại để cầm kiếm Tuy vết thương khá nặng Nhưng năng lượng xung quanh ông ta vẫn rất mạnh mẽ trường trưởng lão Tôi Tôi sẽ liều mạng để ngăn hắn ta lại Hãy cho giới truyền thông biết đến chuyện này Trường phòng khắc liều mạng Ngăn thiên điêu vân lại Nếu mình có thể chặn hắn lại Thì những người khác có cơ hội chạy thoát Hai người còn lại Bao gồm đường Nguyệt Tôn Đều là đại võ sư hạ cấp Chỉ cần lên được đến tầng bên trên Là họ có thể thoát được Đi đi Trường phòng khắc hét lên rồi tung kiếm về phía trước Ông ta dùng chiêu thức thứ bảy Trong kiếm thuật của gia tộc Đó cũng là thuật võ rất mạnh mẽ Mà chỉ những người mạnh nhất gia tộc võ đăng Mới có thể sử dụng được Đường kiếm của trường Phong khắc Rất nhanh Hàng loạt đòn tấn công Được tung về phía thiên điêu vân Ông ta muốn cầu được càng nhiều thời gian càng tốt Trường trưởng lão Đám người thuộc ban điều hành Vội vã chạy đến chỗ cầu thang Thế nhưng Tiếng hét cùng tiếng vũ khí va chạm Đã vàng lên phía sau lưng họ Đường người Tôn vội vàng Liếc mắt về phía sau Thế nhưng Thiên Điều Vân đã ở ngay sau lưng bọn họ Trên tay phải hắn Là một nắm tóc đen đẫm máu Và ngay bên dưới Chính là đầu của Trương Phong Khắc Chỉ trong chốc lát Ông ta đã bị Thiên Điều Vân giết chết Tên khốn nạn Dù bị thương Nhưng trường phòng Khắc đã chiến đấu đến cùng Thế thi thể của ông ta nằm đó Đường Nguyệt Tôn cũng không khỏi suy nghĩ xem Mình có nên chạy trốn Hay nên chiến đấu để những người khác Có thể thoát thân Cuối cùng hắn hét lên Tiếp tục chạy đi Thế rồi hắn vội vàng nhấn lên Một nút bấm trên tay áo Bộ đồ trên cơ thể hắn chợt biến đổi Nếu dùng thư này Mở thứ trong bán kính 200 mét sẽ đổ tung Đây là cách duy nhất Hắn có thể ngăn được tên quái nhân này Nghĩ thế hắn quả quyết Giang tay ra hai bên tên khốn kia Hãy xem công nghệ của tập đoàn đang đây Thế rồi Hàng loạt những cây kim siêu nhỏ Ban ra từ cơ thể hắn Kèm theo một làn khói mù mờ Đây là loại vũ khí hóa học Được mệnh danh là yêu khí Bằng cách kết hợp công nghệ hóa học hiện đại Và độc dược bí truyền Họ đã sản xuất ra được thư vũ khí thế hệ mới này Một khi cơ thể người tiếp xúc với chất khói kia Thì sẽ ngay lập tức bị ăn mòn nạn nhân sẽ tử vong chỉ trong vòng vài phút vũ khí này rất nguy hiểm nhưng trong trường hợp này hắn không còn lựa chọn nào khác thế nhưng chẳng mấy chốc đường nguyệt tôn đã phải trợn tròn mắt kinh ngạc khi thiên điều vân đưa tay về phía trước hàng loạt những cây kim chợt đứng lại giữa không trung khi đọc trong không khí cũng chợt biến mất vào hư không hắn không bao giờ có thể ngờ được công nghệ nguy hiểm mà gia tộc mình tạo ra lại bị phản lại một cách dễ dàng như vậy Trong lúc hắn còn đang bối rối Thiên Niệp Vân đã tiến đến gần Đợi đã Vào công của ngươi Cũng thật thảm hại Nói rồi Thiên Niệp Vân tung ra chiêu thức thứ năm Của đao thần tuyệt võ Nhắm thẳng vào đường Nguyệt Tôn Thực chất Cơ thể Thiên Niệp Vân đã đạt đến cảnh giới bất bại Vì vậy Khi đọc kia sẽ không thể ảnh hưởng đến hắn Nhưng nếu cứ để khi đọc lan ra không khí thì An Vũ Phong và những người khác Sẽ gặp nguy hiểm An Vũ Phong chợt lên tiếng Cậu Thiên Đám người đó đang đi lên trên kìa Nếu để họ chạy thoát Và công sức của bọn họ sẽ đổ sông đổ bể Thế nhưng Thiên Điều Vân vẫn bình chân như vậy Không cần phải lo chuyện đó Tới rồi Thế lối vào hành lang phía trước Bốn tiền kia lập tức sung sướng gieo lên Một khi đã chạy thoát khỏi nơi này Họ có thể cho đám phóng viên biết chuyện gì đã xảy ra Chúng ta không thể lãng phí sự hy sinh của họ được Nếu không nhanh chân lên Tên quá nhân kia sẽ giết chết tất cả Vào công của bọn họ thậm chí Còn không thể động đến một cọng tóc của Thiên Điêu Vân Cách duy nhất để thoát khỏi đây Là ra ngoài Và cho cánh báo chí biết được sự thật Bóng chốc khi họ định mở cửa bước ra ngoài Thì một bóng người xuất hiện trên cầu thang Đó là là một người phụ nữ mang mái tóc tím sakenda cô ta cười lớn rồi hỏi các người định đi đâu cô ta đã đợi ở đây từ lâu đến mức bản thân cô ta còn thấy nhàm chán thấy sakenda xuất hiện Đám người kia lập tức ngần người sợ hãi vốn dĩ họ cũng từng cho rằng võ công của mình là xuất chúng thế nhưng họ biết mình không phải là đối thủ của những con quái vật như sakenda từ đăng phụng rút kiếm ra và hét lên với Sakena Tránh ra nếu không cô sẽ phải chết Bỗng nhiên Sakena Đi về phía bên trái từ đang phụng Hắn tạo bối rối định vung kiếm chặn lại Nhưng Sakena Đã nhanh chóng dùng chân chặn lại À khốn ngu ngốc Chân trần không thể chặn được kiếm khí đâu Bỗng nhiên Kiếm khí của hắn Đã bị trẻ làm đôi Sakena tiếp tục đa lên phía trước đập chân vào vai trái của từ đăng phụng không kịp phản ứng cơ thể hắn ta bị hất văng ra phía sau chứng kiến cảnh đó đám người còn lại không khỏi hoảng sợ họ bối rối định chạy đi tránh khỏi Sakenda. chỉ trong chốc lát người mạnh nhất trong số họ đã bị hạ gục sakota có thể đánh bại được anh ấy chỉ trong một cú đá cơ chứ người phụ nữ đó rốt cuộc là gì nếu vo lâm có một nữ võ sư mạnh mẽ và xinh đẹp như thế này Thì chắc hẳn danh tiếng của cô ta Đã được lưu truyền Thế nhưng họ lại chưa từng nghe nói đến cô ta Bỗng nhiên Sakina chỉ tay vào một người trong số bọn họ rồi nói Này Ba tước Người định giả bộ không biết ta đến bao giờ nữa Người cô ta đang chỉ Chính là Đỗ Ân Của Vương Triều Trung Tống Hai người còn lại không khỏi kinh ngạc Cái gì Đỗ Ân trưởng lão anh đang làm gì vậy Bỗng nhiên Hắn ta đưa tay lên chộp lấy hai người Họ hoảng sợ vận nội lực Định chạy trốn Nhưng sức của Đỗ Ân quá mạnh Khiến họ không thể nào di chuyển được Tiếng xương đứt gãy đã dần vang lên Đỗ Ân trưởng lão Vừa giữ lấy hai người vừa nói Giọng nói của hắn có vẻ khó chịu Ta đã che giấu năng lượng rất kỹ Sao ngươi nhận ra được Giấu năng lượng không có nghĩa là đang che giấu một bí mật nào đó sakena không thể cảm nhận được năng lượng của người này vốn dĩ ta cũng không chắc chắn liệu ngươi còn sống hay đã chết nhưng vì không nghe được tin tức gì về ngươi nên ta cho rằng kẻ phản bội đã chết đồ ẩn không trả lời sakena mà chỉ im lặng lao về phía trước có vẻ ngươi không thích nói chuyện này nhỉ sakena nắm chặt nắm đấm thinh đừng, hắn chợt dừng lại rồi tung dao găm về phía cô ta nhờ có khả năng phân tán nó lập tức đi xuyên qua cơ thể sakena Trở lấy cơ hội đó đỗ ân vội vàng chạy ra ngoài sakena cố chạy theo định bắt hắn ta lại để hắn đã nhanh hơn một bước với tốc độ ấy chỉ vài giây nữa là hắn sẽ ra khỏi toàn nhà bỗng chốc một bóng người xuất hiện Chặn ngay trước mặt đỗ ân ai cho phép người rời đi thầy thiên Niệm vân nói vậy Đỗ ân cười khẩy Loài người Người đúng là một kẻ kiêu ngạo Nhưng ta không giống họ đâu Nói xong Một loài năng lượng mạnh mẽ chợt tỏa ra từ người hắn ta Thế rồi hắn lập tức di chuyển Cơ thể hắn nhanh như một con thú đang săn mồi Để kết hợp võ công Với năng lực của ta Loài người thấp kém như ngươi Chẳng mê chốc sẽ Bóng thiên điều vân đưa tay về phía trước Chộp lấy cổ hắn Rồi nâng cả cơ thể của hắn lên không trung Thiên Nhiên Vân mỉm cười rồi đáp lại Có khác biệt gì sao Quái vật Nghe vậy Đỗ Ân lập tức biến sắc Hết trường 111 Đỗ Ân nghe thấy Thiên Nhiên Vân nhắc đến hai chữ quái vật Thì không khỏi trột dạ Hiện tại hắn vẫn đang đội lốt con người Chẳng lấy gì Thiên Nhiên Vân có thể phát hiện ra hắn được Đỗ Ân không khỏi nghi hoặc Làm sao hắn ta biết được thân phận của ta Đỗ Ân đang mải suy nghĩ Thì Sakena bước tới gần hắn ta Và nói với giọng hết sức mỉa mai <laughs> Quả nhiên chủ nhân ta là nhất Chủ nhân sao Đỗ Ân thầm nghĩ Đoàn đưa mắt nhìn Sakena Với ánh mắt khó hiểu Theo điều phong tục của vương triều hắn Việc gọi một người ngoại tộc là chủ nhân Đồng nghĩa với việc người đó Đã bại trận trong cuộc chiến với kẻ ngoại tộc kia Hẳn là vì ngươi Đồ ẩn trừng mắt nhìn Sakena Giọng nói đầy sự uất hận Thế vậy Thiên Điều Vân nhào mắt nghĩ Ta đã siết cổ hắn như vậy Mà giờ như hắn ta Không bị ảnh thường chút nào Vân có thể giao tiếp bình thường Xem ra cấu trúc cơ thể của quái vật khác với người thường Đối với một võ sư Cổ là một vùng vô cùng nhạy cảm Phải tuyệt đối được bảo vệ Nếu với quái vật thì không phải vậy Cũng giống như Sakena nếu quái vật từ ngoài hành tinh Đều bẩm sinh Đã có những đặc tính phù hợp để chiến đấu Quái vật săn tim Sakena Lại gọi một con người tầm thường như vậy Là chủ nhân sao Thật nực cười Cơm miệng Thiên như vân đánh hắn ngã gục xuống sàn Độ ân chẳng mảy may quan tâm Đến việc mình bị đả thương Hắn ta ngay lập tức đứng phát dậy Nẹp ánh mắt đầy tức giận về phía thiên như vân Sao loài người thấp hèn đi ngơi lại dám làm như vậy Nói rồi Đỗ ẩn trồm về phía trước Tướm chặt cổ tay Thiên Như Vân Ta sẽ bẻ gãy chúng Nói rồi Hắn vận toàn lực Hòng bẻ quạt tay của Thiên Như Vân sang một bên Thế nhưng Dù có cố thế nào Cây tay của Thiên Như Vân Vẫn chẳng hề nhúc nhích Chuyện gì thế này Có phải là do Nguồn năng lượng đó Độ ẩn ngay lập tức nhận ra vấn đề Thiên Như Vân sử dụng một loại nội lực đặc biệt để phòng thủ nếu muốn phá được đỗ ân phải thay đổi cách thức tấn công của mình được tưởng rằng chỉ mỗi loài người các ngươi mới biết đến võ thuật nói rồi đỗ ân bắt đầu dồn năng lượng của mình về phía bụng của thiên nhiêu vân thế nhưng thay vì đả thương thiên nhiêu vân nguồn năng lượng đỗ ân dùng để tấn công ngày một tiêu hao cơ thể hắn càng ngày bị lún sâu xuống nền đất bởi một loại năng lượng kỳ lạ nào đó Đỗ ân bàng hoàng không kịp trở tay Cái quái gì thế này Không thể như thế này được Sự nhạy cảm và khả năng chiến đấu Của quái vật Vượt trên sức mạnh và giới hạn của con người ấy vậy nhưng Đỗ ân lại không thể khống chế được thiên điêu vân Tại sao hắn ta Vẫn không bị tác động Khả năng kiểm soát năng lượng của Thiên Điêu Vân Vượt ngoài sức tưởng tượng của Đỗ Ân Hắn không còn lựa chọn nào khác Ngoài việc thừa nhận Thiên Điêu Vân Mạnh hơn mình Người cũng đã tận mắt chứng kiến rồi Thiên Điều Vân nói Mặt Đỗ Ân méo sạch đi Phần là biểu cảm của hắn Thiên Điều Vân tiếp tục Ta tin rằng người cũng hiểu Nếu tiếp tục tấn công ta Người nắm chắc phần bại Sao loại người các ngươi Lại có loại sức mạnh như vậy chứ Nếu người thật sự muốn biết Trước hết Hãy nói cho ta biết Vì sao ngươi lại trà trộn Vào bộ máy điều hành của Hiệp hội Võ Lâm trước câu hỏi của Thiên Như Vân Đỗ Ân khẽ mỉm cười hắn lướt nhìn Thiên Như Vân rồi nói Hắn ngươi đã vượt qua được giới hạn của con người cho dù ta có sử dụng năng lực đặc biệt của mình cũng chưa chắc có thể đánh bại một kẻ như ngươi năng lực đặc biệt ư ừ. ngay khi vừa dứt lời phần cổ Đỗ Ân bông mềm quạt như sợi bún hắn chuyển cả cơ thể của mình thành dạng lòng, di chuyển dọc theo cánh tay Thiên Như Vân Hắn ta lại làm gì nữa đây? Thiên Như Vân nhíu mày. Khi phát hiện Đỗ Ân sử dụng loại năng lượng này, Sakena đột ngột hét lên: Chủ nhân, hắn ta có khả năng tự do điều chỉnh cơ thể của mình. Khi ở dạng lòng cả người Đỗ Ân nhảy nhụa và lỏng như nước. Ngay sau khi thoát khỏi tay Thiên Diêu Vân, hắn ta lại trở lại hình dáng con người như ban đầu. Đỗ Ân biết rằng danh tính thật của hắn đã bị bại lộ. Vì vậy. Hắn chẳng còn che giấu nữa Mà trở về đúng dạng nguyên bản của mình Giống như Sakena Đồ ẩn sở hữu một cơ mặt điển trai Mái tóc nâu dài óng mượt Cùng chiếc mũi nhọn hoắt Thì điều Vân thấy vậy Thì không khỏi thích thú Thì ra đây là bộ dạng thật của ngươi Ta đã cố gắng duy trì bộ dạng con người của mình Vậy mà ngươi dám cả gan ép ta phải lộ diện Ngươi sẽ phải trả giá Cho những gì mà ngươi đã... Đỗ Ân chưa kịp hết lời thì Thiên Di Vân đã tiến sát lại gần hắn. Hắn ta cố gắng di chuyển để tránh đòn tấn công của Thiên Di Vân. Thế nhưng Như Vân đã kịp nới rộng khoảng cách và tung một cú trực diện vào Đỗ Ân. Đỗ Ân hoảng hốt, hắn vội thay đổi cấu trúc cơ thể một lần nữa, lần này toàn thân hắn chuyển sang màu xám và cứng lại như một tảng đá khổng lồ. Mặc dù bị cô đấm trực diện của Thiên Di Vân đẩy lùi ra sau bốn bước, Đừng nhờ kịp thời biến đổi hình dạng Độ ẩn không bị chấn thương Hắn ta nói với Thiên Điêu Vân Người thấy gì chưa Một khi ta dùng tới năng lực đặc biệt của mình Thì không chỉ nội lực Mà cả mấy thanh kiếm đó Của người Cũng chẳng thể làm hại được ta Ồ oh, vậy sao Vừa dứt lời Thiên Điều Vân liền đưa tay túm lấy cổ Đỗ độ Ân Động tác của hắn nhanh đến độ Không ai lương trước được Vô ích thôi Đỗ Ân một lần nữa cười nham hiểm, chuẩn bị thay đổi cấu trúc cơ thể lần thứ ba. Tuy nhiên, khác với những lần trước, cánh tay của Thiên Như Vân tỏa ra một luồng khí kỳ lạ. Cái lạnh bao trùm lấy toàn bộ cơ thể hóa lỏng của Đỗ Ân, khiến hắn ta ngay lập tức bị hóa băng. Đỗ Ân hoàn toàn không lường trước được điều này, hai mắt hắn mở lớn tỏ vẻ kinh ngạc. Thiên Như Vân siết chặt nắm tay một lần nữa và nói: "Ngươi nghĩ rằng ngươi mạnh hơn ta sao?" trước vẻ mặt bối rối của đỗ ân thiên nhiêu vân càng gia tăng năng lượng lực ở bàn tay hắn như thể bóp nát đỗ ân hắn ta hét lên đầy đau đớn thế nhưng nguồn năng lượng của thiên nhiêu vân không dừng lại như thể nó có thể xoay chuyển khoảng không gian xung quanh hắn xin đợi đã quá muộn rồi nguồn năng lượng khủng khiếp xuyên thẳng qua bụng đỗ ân sau đòn tấn công sàn nhà sập xuống cả thiên địa vân và đỗ ân đều bị rơi xuống tầng hầm chỉ trong nháy mắt thì nhật vân đã tiếp tục tiến tới không để cho đối thủ có thời gian định thần hắn ta siết chặt tay đỗ ân hốt hoảng hét lớn lần này thì nhật vân tung một cú nhắm thẳng vào mặt đỗ ân khiến hắn ta trao đảo về phần đỗ ân khi hàn khí tan đi hắn ta may mắn chống chọi được đoàn tấn công mặc dù sẽ tốn thêm nhiều thời gian nhưng ít nhất hắn vẫn còn giữ được mạng Người định làm gì hả Thì Nhiệp Vân không bỏ lỡ bất cứ giây phút nào Hắn tiếp tục tấn công Lần này hắn nằm đến phần ngực của Đỗ Ân san nhã lại một lần nữa Bị tác dụng lực và sập xuống Đỗ Ân bị đẩy xuống tầng hầm thứ hai Hắn ta dên rỉ vì đau đớn Thì Nhiệp Vân nắm chặt tay Và nhắc bỏng hắn lên Đỗ Ân không còn sức để phản kháng Hắn ta chỉ theo thảo Xin hãy dừng lại Cuộc vội vẫn chưa bắt đầu mà Được rồi Ta từ bỏ Ta đầu hàng à, Ta đầu hàng Xin người hãy dừng lại Ta xăm không trụ được nữa rồi Dù là quỷ hay người Thì cũng đều có giới hạn Chưa kể Ba đòn tấn công của Thiên Điêu Vân Mang theo sức mạnh xoay chuyển không gian Ngay cả một quái vật như Đỗ Ân Cũng không thể chống đỡ được Mặc dù bị đánh đến tơi tả Nhưng hắn ta không thổ huyết chỉ thấy cơ thể bốc lên một làn khói màu lam kỳ lạ Hắn ta nhất định không phải một con người Độ ân tức tối nhìn Thiên Như Vân Hắn đã có khoảng thời gian dài tiếp xúc với loài người Đối với hắn Con người chỉ là thứ sinh vật thấp hèn Với vô vàn điểm yếu ấy vậy mà Kẻ đang đứng trước mặt hắn Lại không thể tìm ra một khuyết điểm nào Bản thân một con quái vật như Đỗ Ân Cũng không phải là đối thủ của Thiên Như Vân ta đầu hàng đối với loại quái vật như đỗ ân việc đầu hàng đồng nghĩa với việc hắn ta sẽ phải phục tùng kẻ đánh bại mình đánh đổi cho việc tính mạng hắn được đảm bảo trước tuyên bố của đỗ ân thì nhiều Vân nghi ngờ hỏi lại người đầu hàng trước ta sao à, phải mặc dù câu nói quyết liệt nhiều vẫn phẳng phất đâu đó sự miễn cưỡng dường như đỗ ân vẫn không phục thất bại này của hắn thì nhiều Vân nhách mép giờ năm đấm đe dọa Có vẻ như từ nhỏ Người không được dạy bảo tử tế Không, không thể nào Nguồn năng lượng lần này Thiên Điêu Vân giải phóng Lớn hơn hẳn những lần trước Đồ ân trợn tròn mắt run sợ Nếu Đồ ân không kịp hành động Hôm nay hắn ta sẽ chết dưới tay Thiên Điêu Vân Hắn ta vội hét Ta, ba tước đê ô Tuyên bố đầu hàng Theo đúng như luật lệ của Vương Triều Ta sẽ thực hiện bất kỳ điều gì Người thắng trận yêu cầu Mạng sống của ta đã thuộc về Ngài Do Ngài quyết định Nếu Ngài muốn giết, muốn tra tấn Hay thu nhận ta làm nô lệ Ta cũng bằng lòng Thì Điều Vân nghe vậy liền bật cười thành tiếng Có lẽ do sống trong xã hội loài người quá lâu Độ ẩn bắt đầu Học theo tính cách của con người Chỉ khi sắp cận kề với cái chết Con người ta mới thay đổi thái độ nhanh tới vậy Thiên Điều Vân nhìn đô hắn không biết phải làm gì với tên này hắn nhìn đô đầy suy xét liệu hắn có nên lấy mạng con quái vật này hay không đô cũng nhìn thiên niên vân chờ hắn ra quyết định cảm giác căng thẳng tăng lên theo từng giây ngại ấy sẽ quyết định như nào đúng lúc đó thiên niên vân ngẩng đầu dường như hắn cảm nhận được điều gì đó phía bên ngoài tòa nhà hắn nghe thấy tiếng người di chuyển cảm nhận được bầu không khí khẩn trương và cấp bách thiên nhiêu vân liền ra lệnh cho nano nano tăng âm lượng Tạm một biết tình hình bên ngoài vâng thưa chủ nhân thế rồi mọi âm thanh được truyền vào tai thiên nhiên vân đã được khuếch đại thiên nhiên vân có thể nghe được tiếng đám phóng viên thi nhau dò xét tình hình không ngừng đưa ra những phỏng đoán dựa trên những gì mình thấy đông là đám người phiền phức thiên nhiên vân nghĩ bụng hắn đã hạn chế tôi đàn năng lượng sử dụng để tấn công do vậy mà thiệt hại để lại vượt khiến đám phong viên chú ý tới thiên nhiên vân quay lại nhìn do khuôn mặt hắn lúc trước bị đấm đến méo sạch sang một bên giờ đã trở lại bình thường thế vậy thiên nhiên vân chợt này ra một ý định được ta sẽ thu nạp ngươi làm nô lệ cho ta do thở phào nhẹ nhõm không ngờ thiên Như vân cho hắn một cơ hội sống Gian điều ta được sống Mà không bị lệ thuộc Đệ ô thầm nghĩ Đúng lúc đó thì nhiêu vân liệt đâm kiếm Về phía đệ ô Một cảm giác đau đớn tột cùng Lan ra khắp cơ thể đệ ô Như muốn xe nát thể xác Và linh hồn của hắn vậy Cơ thể hắn vặn vẹo về cơn đau truyền tới từ ngực. Thanh kiếm của Thiên nhiêu Vân đã chạm tới lõi năng lượng của hắn. Thiên nhiêu Vân nói, Trong hồn khí của ngươi có chứa tâm kiếm nếu người phục tùng ta toàn tâm toàn ý Thanh kiếm sẽ không hại chết ngươi. Tâm kiếm sao Tâm kiếm Thanh kiếm của con tim Ý chí và ước vọng Khi đã tới cấp thiên sư Võ sư có thể tạo ra tâm kiếm Đây đồng thời là một chiêu thức đặc biệt Được hợp thành bởi sức mạnh tinh thần Của thiên sư Nó sẽ nhất nhất làm theo nguyện vọng Của chủ nhân mình Hắn ta còn có thể làm ra được thứ này sao Leo trầm trồ nghĩ Kể từ khi học võ Hắn vẫn luôn cho rằng Nhưng điều này chỉ do trí tưởng tượng Của con người tạo nên mà thôi Thế nhưng Thiên Địa Vân biết mọi thứ không thể thành có thể Khiến Leo ba phần kính nể Bảy phần kính sợ hắn Thiên Địa Vân chỉ tay về phía ngực Leo Và nhìn vào khuôn mặt tai mét của hắn nói Một kẻ như ngươi Chắc chắn sẽ chịu được cảm giác này Leo bối rối Mặc dù đã là nô lệ của Thiên Điêu Vân, nỗi sợ chết của hắn vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Hắn ta chẳng khác nào một ác quỷ. Đệ ô đã tự nói với mình như vậy. Mở cửa ra! Mau mở cửa ra! Tiếng ồn vừa rồi là gì vậy? Tình hình cấp bách như vậy, tại sao quân đội lại không lên tiếng? Bên ngoài nhà tù, đàm phóng viên không ngừng chen ép. Ai ai cũng muốn được vào trong để làm rõ sự tình nhưng linh gác thì vô cùng bất lực mặc dù nhiệm vụ duy nhất của bọn họ là ngăn cản phóng viên can thiệp vào vấn đề mật của chính phủ nhưng đám người này đã khiến bọn họ thấm mệt nếu như không có sự xuất hiện của các phóng viên nước ngoài vụ ồn ào này đã sớm được dập tắt làm nghề báo ai cũng chỉ muốn có được tin sốt dẻo có được sự chú ý của dư luận vì vậy bọn họ sẽ sẵn sàng làm tất cả thứ gì để có được thông tin dù cho có bị quân đội khống chế Đời này sắp không trụ được nữa rồi Đại úy cao tạ văn sầu não Đi về phía nhà tù Ngay cả ông cũng đang tự hỏi Không biết ở bên trong đó Đang xảy ra chuyện gì Hãy để chúng tôi vào Tôi nói rồi Các vị không thể vào trong được Cả hai bên đang dồn ép nhau vô cùng căng thẳng Đúng lúc đó Một tiếng gầm rất lớn phát ra Ở lối vào của nhà tù Một lần nữa thú sự chú ý của mọi người một thứ gì đó đột ngột lao thẳng từ bên trong bức tường ra ngoài một con người các phóng viên nhau nhắc tranh nhau ghi lại khoảnh khắc quan trọng ánh mắt hắn ta lộ rõ vẻ bí hiểm hắn ta che kín mặt và di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh Đám phóng viên mất dấu không kiêm thêm được bất kỳ thông tin nào tuy nhiên đã có một phóng viên dùng băng ghi hình hắn đã ghi lại được khoảnh khắc người kia xuất hiện từ đằng sau bức tường cái này thật đáng kinh ngạc Người trong đoạn ghi hình đó là Kim Thành Long Chủ tịch của tập đoàn Lục Đao Người này là chủ tịch Kim Thành Long Bức ảnh chụp người đứng đầu Một trong năm tập đoàn lớn nhất Trung Quốc Xuất hiện tại nhà tù này Đã gây nao loạn giới phóng viên Hết trường 112 Trường 113 Lật ngược tình thế Tại một văn phòng rộng xây dựng theo lối kiến trúc cũ Trên một màn chiếu không viền rộng 100 inch gắn trên tường Một bản tin nóng đang được phát đi Ngày trên giữa có dòng chữ lớn ghi Chương trình đặc biệt Biên tập viên đài truyền hình nói với vẻ mặt nghiêm trọng Vụ việc kinh hoàng xảy ra tại nhà tù tư pháp của quốc vụ viện Diễn ra vào đêm qua đã làm rung động cộng đồng Thông tin chi tiết của vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trực tiếp vào những bản tin sau phóng viên Vũ Hiển Phụng sẽ đưa tin trực tiếp tại hiện trường. Biên tập nọ vừa dứt lời thì hình ảnh trên màn hình đã được chia ra làm đôi. Một bên là biên tập viên đài truyền hình, bên còn lại là khung cảnh nhà tù tư pháp được làm mờ ở, ở đằng sau. Phía trước có một phóng viên trẻ đứng bên ngoài những dải dây ngăn cách màu vàng đen. Bên trên có đề không phận sự miễn vào. Phóng viên trẻ tuổi nọ nói: "Vâng, kính chào quý vị và các bạn." Tôi tên là Vũ Hiền Phụng Đưa tin từ hiện trường Phóng viên Vũ Ở bên đó tình hình thế nào rồi Vâng như mọi người đã thấy đây Phía sau lưng tôi chính là tình hình hiện tại Ở hiện trường Mà quay chuyện ống kính về phía đằng sau phóng viên đó Hàng chục quân lính Và các sĩ quan của quốc vụ viện Đang đứng canh gác Thi thể người chết đang được đưa ra ngoài Bên trong nhà tù Vẫn còn rất nhiều thi thể mới được phát hiện Vào 20 giờ tối ngày hôm qua Quốc vụ viện đã mở cuộc điều tra Và kéo dài cho tới tận trưa ngày hôm nay Có thể nói Đây là một trong những vụ việc Giết người thảm khốc nhất từ trước tới nay Và có vẻ như Phía quốc vụ viện vẫn chưa đưa ra câu trả lời xác đáng Phải không Biên tập viên đài truyền hình hỏi Cuộc họp báo diễn ra từ 10 giờ sáng ngày hôm nay Vẫn chưa kết thúc Để biết thêm thông tin chi tiết Chúng ta hãy cùng liên hệ với phóng viên ở phòng họp báo Vũ Hiển Phụng vừa dứt lời màn hình được chia đôi giờ lại được phóng to ra chỉ còn một màn hình lớn khung cảnh thay đổi từ hiện trường vụ án sang sảnh họp báo của quốc vụ viện phó thủ tướng ủy ban thường vụ quốc vụ viện đang trả lời từng câu hỏi của các phóng viên một người đứng lên hỏi tôi là an tề hiền của đài truyền hình bắc kinh phó thủ tướng nếu vậy thì thủ phạm của tội ác đẫm máu này có phải là chủ tịch lục đao kim thành long không Phó thủ tướng như mày rồi đắt. Chúng tôi chưa có khẳng định cuối cùng. Lý do vì sao Phó thủ tướng lại không đưa ra câu trả lời trực tiếp vô cùng đơn giản. Tập đoàn Lục Đao là một trong năm tập đoàn mạnh nhất thế giới, không chỉ hùng mạnh về kinh tế mà tập đoàn này còn can thiệp vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, sức ảnh hưởng vô cùng lớn, chính vì vậy không thể không tránh khỏi việc chủ tịch Lục Đao Kim Thành Long bị nghi ngờ dựa trên ý kiến của những chuyên gia tiến hành khám nghiệm kèm theo những bức ảnh về thi thể có thể dễ dàng khẳng định thủ phạm chính là chủ tịch kim thành long phó thủ tướng ngài nghĩ sao về việc này trước câu hỏi thẳng thắn của phóng viên nọ những phóng viên khác đều gật đầu đồng tình ừ, khi chưa có thông báo chính thức từ các bộ ban ngành mà các vị chưa đưa ra kết luận vội vàng phó thủ tướng vẫn giữ thái độ bình tĩnh để trả lời chất vấn Người đang xem tin tức Nhấn phím chuyển kênh Là một kênh báo khác Cũng đang cập nhật trực tiếp tình hình nóng hồi hiện nay Đây là một trong số Nước phát sóng công cộng của GHBC Có lượt truy cập nhiều nhất Hiện tại Kênh đang phát một bản ghi độc quyền Ở một góc màn hình có hiện dòng chữ Đoạn phim được ghi lại Và thuộc quyền sở hữu của GHBC Lúc này Màn hình chuyển đến một đoạn băng giám sát an ninh ở giữa căn phòng trong đoàn phim Một người đàn ông tuổi đa giả Đứng trước đội xử bắn Một nhóm người mặc đồng phục quản ngục Đeo mặt nạ vây quanh ông ta Ngoài quay phong to hình ảnh người bị trói Ông ta chỉ là cựu chủ tịch Của tập đoàn Hắc Thiên Đã bị phá sản 27 năm về trước Ông bị bắt với cáo buộc Gây ra một cuộc thảm sát đẫm máu Trong đoàn băng Giọng nói của bọn họ được ghi lại Các người vẫn còn muốn diễn tới cùng chứ gì được Vậy thì cứ tiếp tục đi Các người nghĩ Thân là giáo chủ ma giáo Mà không nhận ra Thư võ vụng về Và khi tức lệch lạc của các người sao Chẳng Lao giả như ông sắp đến nước châu trời rồi Mà ánh mắt vẫn vậy Ánh mắt của ngũ đại võ sư Lần này các người vẫn định dùng Các chiêu trò cũ dích đó sao Đi một lần nữa Đổ tội cho ta Bằng cách ngụy tạo các chứng cứ giả à? tôi biết chắc là ông sẽ nói vậy mà ông nghĩ ông có thể chê giễu tụi này sao thật sự không biết phải gọi đây là dũng cảm hay chỉ là lớp mặt nạ che đi sự sợ hãi bên trong ông nữa <laughs> sợ sao sao tôi lại phải sợ các người chứ lao giả như ông nên biết sợ thì hơn dù gì hôm nay cũng là ngày rỗ của ông rồi thế rồi người đàn ông đem mặt nạ rút ra một ống tiêm từ trong túi áo giáo chủ ma giáo tôi sẽ bày tỏ lòng biết ơn đối với ngài ôi giáo chủ vĩ đại ngài đã hy sinh thân mình vì công lý sau đó đoạn phim kết thúc màn hình quay lại trường quay chúng tôi lưu lại được đoạn phim này từ hệ thống máy quay giám sát dưới tầng hầm nhà tù theo các chuyên gia đoạn phim này đã được phân tích và không có hiệu lực đe dọa hay biên tập viên chưa kịp nói hết câu thì màn hình tivi đã vỡ nát. Chính giữa màn hình, con dao găm vào vẫn giữ nguyên vị trí. Màn hình nhấp nháy thêm một vài giây nữa rồi tắt hẳn. Trong bóng tối, người đàn ông tiến lên vài bước. Một người khác vội vàng quỳ xuống trước hắn ta. Người kia hỏi, người có chắc mình giải quyết được vấn đề này không? Giọng đó người đàn ông vô cùng bực dọc. Thế vậy, người kia chỉ biết run rẩy đáp. Chúng tôi nhất định sẽ xử lý việc này thật cẩn thận chúng tôi đã lập phương án dự phòng trong trường hợp khẩn cấp thậm chí còn nhờ đến sự giúp đỡ của trưởng lão đỗ ân vậy thì sao chuyện ngớ ngẩn như này lại xảy ra người đàn ông đứng trong bóng tối siết chặt bàn tay ngay lập tức khỉu tay trái của người đang quỳ gối trước hắn ta bị bóp nát cơn đau tuyệt cùng như đánh gục tâm trí ông ta ông ta vẫn phải nén lại người đàn ông trong bóng tối tiếp tục À tôi quên mất Dù có tu luyện đến cỡ nào Cơ thể con người vẫn có giới hạn Vẫn luôn là thứ yếu thế Giọng hắn ta đầy vẻ mỉa mai Người đàn ông đang quỷ gối Chốc chốc lại buột ra tiếng riêng gì Ta vẫn định lấy mạng ngươi Xem ra hôm nay Nhà ngươi tốt số à, Đa tạ ngài tha mạng Người đàn ông đang quỷ gối Tỏ vẻ vô cùng biết ơn Nhưng hơn hết Ông ta lo sợ Mình không giữ được mạng Mau đi giải quyết đống hồ lốn này đi À vâng Người đàn ông nọ đứng dậy Ánh sáng từ ngoài đường hắt vào Để lộ ra gương mặt ông ta Ông ta chính là chủ tịch tập đoàn Ngô Tấn Miên Nhất Hoàng Mọi quyền lực ông ta phô diễn Trong cuộc họp đều mất sạch Trong mắt ông ta lúc này chỉ còn nỗi sợ Ngay khi Miên Nhất Hoàng rời khỏi văn phòng Người đàn ông kia Gọi tới một người khác Cai hạt mặn bất ngờ từ đâu xuất hiện và dừng lại ngay ở vùng ánh sáng hắt vào gương mặt hắn trang chịt vết dẻo vâng thưa ngài đi tìm đều và lấy mạng người này nói rồi người đàn ông chỉ tay về màn hình tv vẫn còn một chút tín hiệu trên màn hình tv quả những vết nứt có thể nhìn ra gương mặt của thiên điêu vân tuân lệnh nói rồi người tên cai nọ lại đột ngột biến mất vào bóng đêm thành phố thành đô giữa một thùng lũng sâu trong núi nằm dọc quanh bức tường có một mái nhà tranh nằm khuất trong một khu dân cư thưa thớt từ ngoài nhìn vào nơi đây chỉ giống như ngôi nhà lụp sụp hai tầng được khi bước vào lại là một hệ thống kiến trúc xây ngầm những bởi tầng dây lòng đất tầng hầm thứ 8 của khu nhà được lắp đặt các trang thiết bị y tế đa dạng và tốt tân chẳng khác nào một bệnh viện cao cấp trong một phòng bệnh rộng lớn một người với mái tóc màu lam sẫm và làn da nhan nheo đang ngồi trên một chiếc xe lăn trên cơ thể ông ta gắn chẳng chịt dây dẫn y tế làm thế nào mà ông ta giận dữ suy nghĩ thế nhưng ông ta không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy ở đây ngay bên cạnh ông chính là chủ tịch tập đoàn lục đao kim thành long ông ta cũng đang đứng hình trước những gì vừa được phát trên bản tin truyền hình. Kim Thành Long không hề hay biết mình bị cáo buộc là người duy nhất sát hại các nhân viên trong nhà tù tư pháp của Quốc vụ viện, thậm chí ông ta còn bị buộc tội ám sát Bộ trưởng Bộ Võ Lâm và những thành viên cấp cao khác của hội Võ Lâm. Sao lại vào đúng thời điểm này cơ chứ? Tình hình hiện tại đang vô cùng bất lợi cho Kim Thành Long. Toàn bộ chuyến công tác lần này của ông tới Thành Đô đều được giữ bí mật. Và đang ra đây Phải là cơ hội để ông ta khẳng định vị thế Và quyền lực của mình Thế nhưng bản tin vừa rồi Đã xóa sạch nỗ lực của ông bấy lâu nay Chuyện đã đến nước này Toàn bộ hình ảnh mình gây dựng bấy lâu nay Sẽ đổ sông đổ bể cả Kim Thành Long nghĩ Trong lòng cảm thấy nhục nhã biết bao Phải mất bao nhiêu lâu Ông ta mới có thể gây dựng đau thần lục vót tông Hùng mạnh như bây giờ Vậy mà chỉ vì một sự việc đã hủy hoại tất cả đầu lúc này Người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn Đột nhiên bật cười Kim Thành Long bối rối hỏi Trưởng lão Đạo thần lục võ tông Đang lâm vào khủng hoảng Lão nhân gia này tại sao có thể cười Tiếng cười của ông ta Ngày càng lớn Ông cười như một kẻ điên Rồi lại đột ngột dừng lại Sau đó một nguồn năng lượng khổng lồ Được giải phóng từ cơ thể ông ta Thần khó thể tin rằng một người đã cận kề cái chết như ông Lại có thể giải phóng ra nguồn năng lượng lớn như vậy Các thiết bị y tế gắn trên người ông ta Đều bị phá hỏng Trưởng lão Mong ngại hãy dừng lại Kim Thành Long vội ngăn cản ông ta Tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra Nguồn năng lượng khủng khiếp Lại đột ngột biến mất Bằng ánh mắt sâu đậm màu lam Ông lao nọ Điên chằm chằm gương mặt của Thiên Như Vân Trên màn hình tivi và lầm bẩm kể cung lâu lắm rồi Quang thời gian lâu như vậy Kể cung đáng Ông Lão vẫn nhìn chăm chăm Về phía tivi và lầm bẩm Khiến Kim Thành Long vô cùng bối rối Cơ hội trả thù của chúng ta Đã tới Tại phòng họp của tập đoàn Huyền Thiên Thuộc thành phố Tế Nam Niềm vui hạnh phúc tràn ngập căn phòng Tất cả những giáo đồ cao cấp Của ma giáo Đều vô cùng phấn khởi Bởi sự xuất hiện của người đàn ông đứng tuổi Ông ta không ai khác Chính là cựu chủ tịch tập đoàn Hắc Thiên Thiên Võ Tấn Nét oai hùng trong quá khứ của ông mặc dù Đã phai mờ Vì biết bao dông bão, biến cố tai ương của cuộc đời Nhưng không thể phủ nhận đây chính là giáo chủ đích thực Của Thiên Ban Lệnh Cảm ơn tất cả mọi người Vì đã không bỏ quên lão già này Thiên Võ Tấn cúi đầu tỏ ý biết ơn Với những giao đổ Đang quỳ gối dưới chân ông bản thân ông cũng đã từ bỏ và chấp nhận cái chết bản thân ông cũng chưa từng dám mơ tưởng việc khoảnh khắc hạnh phúc như thế này sẽ đến với mình sao ngài lại nói như vậy xin hãy trừng phạt chúng tôi vì đã không sớm giải cứu ngài tất cả các giáo đồ đều cảm thấy vô cùng hối lỗi thiên võ tấn mỉm cười với bọn họ việc được trở về với giáo phái như tiếp cho ông ta thêm sức mạnh chà Xin hay trừng phạt đứa con nghịch tử này. Cha đã phải chịu biết bao khổ cực như vậy mà đứa con vô dụng này không thể làm gì được cho giáo phái. Thiên Lưu Giang, con trai Thiên Vô Tấn cúi dạp đầu xin lỗi. Trong thời gian giúp việc cho Thiên Diêu Vân, Thiên Lưu Giang đã nhận ra những thiếu sót của mình và lỗi lầm lớn nhất của ông ta chính là không giải quyết được vấn đề lục đục nội bộ trong giáo, không đưa ma giáo về một mối. Thì Liêu Giang cúi đầu Sẵn sàng nhận mọi sự của trách của cha mình ấy vậy nhưng Thiên Võ Tấn chỉ nhẹ nhàng nói Không Việc ta vắng mặt Chính là lý do Khiến cho giáo phái chúng ta trở nên như này Khiến con phải khổ cực Sao cha có thể trách mắng con được chứ Trong xuân 27 năm bị giam giữ Thiên Võ Tấn đã suy nghĩ rất nhiều Điều duy nhất khiến ông cảm thấy hối tiếc Chính là việc khi đó Ông đã không sáng dạ hơn một chút không mạnh mẽ hơn một chút Nếu như vậy Thì những chuyện không đáng có Đã không xảy ra Thiên Lưu Giang ghi thầm Trong quá khứ cha luôn luôn của trách ông Giọng nói nhẹ nhàng này Của Thiên Võ Tấn Thật sự khiến Thiên Lưu Giang Càng thêm quyết tâm Ông muốn chứng minh với cha rằng Mình đủ mạnh Ông muốn cha phải tự hào về mình Thiên Lưu Giang điên cha Và rõ ràng nói Giờ cha đã trở lại Xin cha hãy tiếp tục cai quản giáo phái nghe thiên liêu giang nói vậy tất cả các giáo đồ đồng loạt quỳ xuống sàn và đồng thanh xin ngài hãy tiếp quản giáo phái thế nhưng thiên võ tấn chỉ lắc đầu nghiêm túc nói không lão già này biết điểm dừng của mình thời của lão già này cũng đã qua rồi không gọi là thời của cha cũng không phải cha suy cho cùng cùng chỉ có một vết nhơ đầy nhục nhã của giáo phái giờ con mới là người tiếp quản trên đường trở lại thành phố Tế Nam Thiên Võ Tấn đang nghe Phi Mạc Hiền Về tất cả những gì đã diễn ra Từ cuộc nổi loạn Của người anh cả Thiên Vũ Khanh Đến việc người con cả của ông ta Tìm cách kiểm soát Thiên Ma Lại thế bản thân Khi tại vị không làm được gì cho giáo phái Ông mới thấy bản thân thất bại như thế nào Chính vì vậy Thiên Võ Tấn quyết định Nhờ lại ngôi vị cho người con trai thứ của ông Thiên Lưu Giang Sao cha lại nói như vậy? Không ai có ý phản bội việc cha tiếp quản giáo phái mà. Đúng vậy thưa giáo chủ. Mọi người trong ban điều hành đều gật đầu đồng tình. Không, ta đã quyết định rồi. Xuân 27 năm bị giam giữ trong hầm ngục. Sức mạnh không còn, đàn điền bị phá hủy. Làm sao ta có thể tiếp quản giáo phái được nữa? Nói rồi, thiên võ tấn quỳ xuống và nói với thiên niên vân. Người đã ngồi ở vị trí cao hơn cả theo dõi bọn họ. Nếu thiên ma giáo chủ cho phép, tôi muốn chuyển ngôi vị giáo chủ cho thiên lưu giang, người con trai thứ. Sau cùng thiên võ tấn, cũng không còn quyền để trở thành giáo chủ. Một người đã có tuổi như ông, sao có thể đạt được sức mạnh như hồi con trẻ được. Thiên võ tấn nghĩ rằng thiên như vân, thiên ma giáo chủ sẽ hiểu cho hoàn cảnh của ông và chấp nhận lời đề nghị. Thế nhưng thiên như vân lại nói, ta không thể đồng ý chuyện này. tại sao vậy? thiên Điều vân chỉ lắc đầu và nói người không thể cứ vậy từ chức và để giáo phái trả giá cho hành động của ngươi như vậy được. À, không, ý tôi không phải như vậy. chính tôi là người đã khiến thiên ban lệnh rơi vào tình cảnh này. tôi không còn tư cách hay quyền lực để điều hành giáo phái. thiên Điều vân cắt ngang lời thiên võ tấn nếu người dùng đó là cái cớ cho hành động của mình. Vậy thì ta sẽ giúp ngươi khôi phục lại những gì ngươi vốn có. Hả? À, ý ngài là sao? Thiên nhiệm vận bình thản nói. Ta nói, ta sẽ khôi phục lại những gì ngươi vốn có. Hết trường 113, hết 3 trường của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.